Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình cũng không biết làm gì luôn. Hình như bỏ game này hết một ngày rồi, cái quên luôn đang làm gì rồi. À, có Seed Line. Chắc kiếm mảnh làm Seed Line đi. Lộn nút. Aurora thì không có còn gì để khám phá nữa. Phải có cái laser cutter mà phải có kim cương mới được. Mới làm được cái laser cutter. Bây giờ chưa có đủ mảnh nữa chứ. Rồi. Laser cutter đây phải còn hai mảnh nó mới đủ mà mình để coi mình có thể làm dụng cụ tìm đường á, chắc không cần đâu, chưa cần tới đâu. Sửa đóng tàu đây, cái này là mình cần nè, hai mảnh nữa mới làm được con xi mọt. Vì bây giờ nhiệm vụ chính là đi kiếm hai mảnh sửa đóng tàu, chắc là đi khoan có nước không, lần trước mình bị thiếu nước quá trời hết hồn. Còn hai bình nữa, chắc lấy thêm vài bình nước đi. Đồ ăn ok, pin cũng ok, đem như đây được mình nghĩ như đây là đủ rồi. Tốn pin không, đi gì có tốn pin không, thay pin đi. Rồi à, 15% ta. Đây nè. Để cắt mấy cục pin mà mấy cục pin nó bị ít ít pin nó cắt. Ồ, sao cắt giờ? Thôi để làm mấy chai nước đi rồi qua ra ngoài dục. Dục xuống dưới á, không mất đâu. Rồi dục kế ba luôn đi, đây nè. Ồ. À đây, dục ra. Này luôn dục ra. Còn lại 100% không? Chắc lấy thêm vài cục nữa. Thôi khỏi đi, đi kiếm luôn. Hay là nghe radio ta? Tại vì cái Aurora cũng đâu có làm gì nữa đâu. Chủ yếu là kiếm cái laser cutter. Chỉ mấy con cá này thành nước. Thì con tàu sinh beam nó vừa thông báo với mình là nó phát hiện ra rất là nhiều mảnh vỡ trên hành tinh này. Mảnh vỡ của Aura lúc đầu nó không tin, kiểu như là mình gặp nạn nguy hiểm á, tới tính mạng nhiều quá, giờ thì nó tin rồi. Người đó mới nói là sinh beam nó sẽ đậu trên một cái hòn đảo nhỏ. Rồi cái ông đó nói là lúc mà ông chơi thực tế ảo á, ông đã từng đậu tàu lên hòn đảo nhỏ trong game thực tế ảo rồi, nó nổ bùm vô luôn. À nó làm la bàn mà quên. Đây đây, dây đồng với lại bộ dây điện. Cần cái gì? Đây, hai quặng đồng với lại hai quặng bạc. Có không? Quặng đồng đây không có, dưới. Quặng đồng đây. Một hai quặng bạc ha. Ý cái này là vàng mà. Chắc bên này. Hai quặng bạc. Không có bạc. Lấy cục pin đi rồi giờ đi kiếm bạc. Để mình coi cái hướng nào mình chưa đi á. Rồi. Hướng này đi rồi, hướng này chưa đi nè. Hướng sao đến tàu. Bằng bạc thì kiếm ở đâu ta? Đá voi thì ra vận động. Ui. Cá bích. Dịch rồi nè, dịch cái tiếng Việt rồi nè. Hình như chỗ này mình cũng đã khám phá rồi. Xi mọt phải không? Có xi mọt nè. Vậy mình không thấy vậy? Hay là mình chưa có khám phá chỗ này? Để coi thử. Ồ, cái này muối hả? Trời ơi, nguyên cái mỏ luôn. Khỏi sợ hết muối. Bioreactor kìa. Không biết có xài tới không nữa, mình cứ quay đại đi. Này là sản xuất điện á, bằng mấy cái sinh vật, thực vật này nọ. Coi còn gì không? Chỗ này phải có laser cutter mới vô được. Đang không có gì hết. Rồi hết rồi. Chờ lên thở một cái rồi đi tiếp. Sense ở à, đây nè, đây nè. Chì. Ai stop. Né mấy con này ra. Nó bắn kìa. Trời ơi bắn trúng luôn. Cây vàng hổ. Bắn đi tao né hết. Rồi lên.
vàng, nó cần sắt mà. Vét cái gì? Laser cutter. Hai mảnh này, một mảnh nữa. Ok, chờ lên cái. Cái gì đây? Nó, đúng rồi. Rồi, chắc là tập này đi vô Aurora lại. Ý chưa mà. Quên nữa, phải có kim cương. Mà kim cương thì mình không biết kiếm ở đâu. Đi xuống thử đi. 94 giây không sao đâu. Ồ, dưới này có gì đây? Quét. Ồ, không quét được hả? Ồ, không được, không được. Không ổn, không ổn. Xuống sau nữa tắt thở. Bắt được không? Bắt được nè. Ú, hồng ngọc. 42 giây. Ồ, cái gì kìa? Hộp thời gian. Đấy. Cho mảnh gì vậy? Bronze suit real arm. What? Bộ đồ con tôm. Cái máy khoan của bộ đồ con tôm. Phải cho cái xe club là quá tuyệt vời luôn. Ồ, cái gì vậy? Iron battery. Cái này hình như là mấy cái đồ end game hả? Bronze suit real. Có luôn hả? Khỏi cần ráp. Khỏe vậy. Để mình coi hộp thời gian gì. Ai đây? Đây là những lời cuối cùng của tiến sĩ Spencer Lalasister lại Genetic and Microbiology Specialist, nghiên cứu về gen và sinh vật học. ID số 00177 Nautilus. Cái này là người chơi hay là game ta? Mình nhớ là người chơi mà. Chúng tôi đã rớt xuống hành tinh này và tôi là người duy nhất sống sót. Mấy người khác thì trốn thoát khỏi cái vụ mà rớt xuống, nhưng họ đã bị săn bởi những cái con thú que dữ ở cái vùng này nè. Sau khi nghiên cứu cái bệnh của cái hành tinh ở hành tinh này, tôi kiếm ra là nó đang phát triển quá nhanh và đang rất là mạnh. Khoan đi, để chạy về cái. Tối rồi, thấy ghê không? Thôi để đây luôn đi. Rồi, đọc tới đâu rồi? Cái mà virus này nó được cô lập ở trên đây nè, bởi vì nó phát triển ra khắp hành tinh này luôn. Tôi nghĩ là cái sự tương tác giữa thực vật và động vật nó làm cái dịch bệnh này nó suy yếu. Nên tôi đã nghiên cứu rất là nhiều loài thực vật và động vật và mong là kiếm được một cái phương pháp chữa trị. Nhưng mà cái virus này không thể bị loại bỏ. Cách tốt nhất mà tôi đã nghiên cứu được là để cho nó như bị kìm hãm lại. Nhưng mà cuối cùng thì nó đã miễn nhiễm với lại cái serum, là cái giống như cái vaccine vậy đó. Mọi hy vọng đã bị dập tắt. Ồ, một câu chuyện buồn của một tiến sĩ gì đó. Nhìn mình tưởng time capsule là của người chơi để lại chứ không phải là game. Cái này là game luôn rồi phải không? Chứ người chơi nào mà nghĩ ra được câu chuyện hay gì cũng nể lắm. Giờ đi về. Mình vừa lên mạng kiếm thử cái Nautilus này nè. Thì hình như cái này là người chơi á, nghĩ ra được câu chuyện hay gì luôn. Rất nể. Mình quên. Nãy giờ nói làm cái laser cutter hoài. Trong khi chưa có kim cương. Mình vừa nghiên cứu thì cái chỗ mà hồi nãy mình vô mình quét cái cây không được á, gọi là blood cap do zone. Thì chỗ đó có kim cương đó. What? Làm thêm cái tủ khóa chống nước nữa. Thảy xuống dưới kia cất một vài đồ rồi quay lại chỗ nãy. Bắp muối nó khác gì với nấu 9 giờ ta? Để coi thử. À đây. Ồ, cũng được. Rồi, ô khát nước nữa kìa. Thêm khe nước đi, rồi xuống dưới. Rồi, để coi cất cái gì vô đây. Chắc mình phải thôi khỏi sắp xếp đi, mệt quá. Thiếu gì sắp đó, ồ.
Mà cái này xài cho cái gì ta? Không biết luôn. Ion battery, khoan. Xài được không? Đi xài được nè. Ồ, xài được lâu hơn hả? Vì cái power cell thì cất vô. Thì ra là vậy. Cảm ơn các anh nói nhiều lắm. Power cell không có cần bây giờ đâu. Battery đem theo đi. Vì mình nó cần cất mấy cái này không? Cất bớt hai cái đi. Cái này như là 5 cục pin luôn rồi. Mình đem 5 cục pin theo. Cái này cất luôn. Rồi đồ ăn thì ok. Ok không? Ok, 75 lần. Đâu cần nhiều tới vậy đâu. Vậy để coi lại coi. Đuôi đây. Đi qua đây. Đi. Light boss số 17. Chỗ này mình nó lại chưa ta? À, ồ lại rồi, chỗ này lại rồi. Phía bên có nguyên cái mảnh vỡ chà bá nè. Lúc đó mình không nhìn thấy hả ta? Ồ, nghiên cứu mới được. Mảnh vỡ phòng quét. Scanner room. Để quét mấy cái mình cần. Ồ, có luôn hả? Đã gì? Ồ, sạc pin. Có được không? Hai mảnh. Nãy nhớ đây. Rồi, bơi thôi. Tại vì bơi thì dễ phát xác nhận đường ra hơn. Màu đen hả? Súng từ trường. Ủa có gọi mà. Quách đâu, cái gì? Ghế dài. Bét luôn. Có gì mới đó? PDA nè. Không lấy hình được, lấy PDA đi. Legacy Crew Manifest. Nhóm Legacy hả? Là một nhóm khác mình hả ta? Legacy là một cái thuyền khác hay gì? Còn gì để quét không? Chỗ này không vô được. Không có đường nào khác. À có nè. Có đường khác nhưng mà phải có oxy mới được. Đợi tí. Alteras. Nhiệm vụ tìm và cứu. Đi cứu cái ông này mà nhưng mà ổng bị lạc ở ngoài vũ trụ rồi, gần hành tinh này nhưng bị lạc rồi. Mercenary là gì mình quên rồi ta, hình như là lính đánh thuê hả? Được sinh ra ở Mongolian, Mông Cổ á. À ông này là chiến binh đang đi làm nhiệm vụ nè, nhưng mà ổng kiểu như nhiệm vụ là phải tuân thủ theo cái luật ở trong đó, nhưng mà ổng không tuân thủ theo nên bị giống như bị đuổi vậy đó. Ông này được thuê để bảo vệ cái con Degassi này nè. Nhưng mà tại sao nó lại rớt xuống đây? Cái đó thì sau này chắc sẽ biết mà. Rồi qua đây, khoan bơi đi. Quên đó. Ồ, có gì đó quét không vậy? Có điện ở đây nè. Ồ, bị giật. No, 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 no. Có nè. Ôi, cái này có gọi. Hết rồi. À, đây nè, có nè. Trời ơi, sao mà nhớ được ra? 80 giây không sao đâu. Ồ có gì nè. Mấy cái laser có gọi mà. 60 giây. Cố lên, còn gì nữa không? Hết rồi. Đi. Ripper. Khung này cũng có nó nè. Cái blood cap zone gì ở đâu ta? Để mình nhớ mình kiếm thấy nó mà. Phải cái chỗ nãy không? Thấy lạ quá vậy. Mình sẵn coi coi có gì không. Hình như là mình đi lộn đường rồi. Không phải là đường này mà là đường này nè. Qua đây nè. Ô hết pin. Hay. Này đi. Ờ kìa nó kìa. Tránh xa nó ra. Quét nó không. Thôi giờ này chưa quét được đâu. Radio. Ok, là nhanh. Khoảng 60 giây trời lên. Nóng hả? Sao vậy? Đừng quét cái này coi là gì. Anchor pod. Dạng sóng bản địa quá. Cái đó là cái. Ồ, dưới này có gì nè. Lẹ, 60 giây trời lên. Moon pool. Yeah. Cái hồ bơi á.
cần tới hai mảnh. Ok, rồi về. Rồi để mình coi coi khoan, uống nước cái. Không quên ăn. Rồi hết đồ ăn. À trong kia còn. Để mình kiếm lại trong con Aurora nó có cái mobile vehicle bay không. Cái này gọi là xưởng đóng tàu. Đi làm sao để kiếm nó đây. Thôi nghe thêm cái tín hiệu Aerial này đi. Đây đây đây, Lightpost số 13 này đang chứa một hành khách đặc biệt gì đó. High priority là ưu tiên. Rồi này bị chôn rồi. Thôi qua cái Lightpost 13 đi, nằm đâu. Ra ngoài coi cái Lightpost số 13 ở đây. What? Không có xuống đó được. Phải có cái mobile vehicle bay mới xuống được. Trời ơi tập này không có làm gì được hết hả ta. Cái nấm này tạm thời bỏ ra đi. Làm sao để kiếm được cái mobile vehicle bay ta? Hướng này chưa đi nè, đi. Cái bàn nè, cần không? Nó quán bar. Đồ gà vậy. Số 6 hả? Ồ chưa. Bán vẽ của gì nè. Chân về tốc độ cao, về. Yeah. Đi có PDA. Ở ngoài cũng có nữa. Trong này cũng có nữa nè. Hai cái luôn. Có hai phần chi rồi còn gì nữa không hết rồi đi con tạo ra không có vượt qua được rồi nhưng mà mấy người giải cứu đâu hành khách này bị ngu rồi họ đã chết hết rồi biết cô à một bà già nào đó trời ơi giọng ngu quá uống nước cái chúng tôi có điểm hẹn nhưng mà không có cái đường cái chỉ dẫn đường để đi. Vậy bây giờ tụi mày tính làm cái gì? Tôi là trưởng của nhóm mà nguyên liệu dành cho con người hả? Đây không phải là cái sở trường của tôi. Nhưng mà cái PD của tôi thì nó là chúng ta có thể kiếm được chì để làm bộ đồ chống phóng xạ. Có ngoài kia hả? Tôi không có bước ra khỏi cái live pod này đâu. Đừng có lo, tôi sẽ đi. Và cuối cùng là hai người đi luôn. Crew là cái người ở trên con tàu á. Bà làm cái gì? Gái dài đây. Ổn gái. Cô đi quá lâu rồi. Sợ bị chìm á rồi tôi đã cố gắng để ra tín hiệu cho người khác thấy. Cái đó không phải là phá phát sáng. Đừng có dơ nữa, ba sẽ bắt chúng cái nguyên liệu bị gò gỉ bây giờ đùng đi một câu chuyện quá buồn và quá ngu. Ủa cái gì vậy? Không để ý luôn bự cho bá nè đấy nè cần thêm mạnh nữa qua nó nói là xung quanh đây toàn là thực vật không à không có nhiều động vật đâu. Nhưng mà nó cũng kiếm được một cái gì? Cái gì đó vậy? Nó lại kiếm được một tín hiệu của một cái phương tiện di chuyển gì đó của Altera ở gần đây. Có khi nào là cái hồi nãy không? Cái mà đỏ đỏ hồi nãy mình thấy là gì vậy ta? Một cái Lightpod hả? Chống ngược đi. Lightpod số mấy đây? Số 4. Trời, mình là số 5 đó. Cái này là số 4. Rồi sao vô? Đường vô đâu? Đây, đây, đây. Bạn vẽ, bạn vẽ của gì? Creature Decoy à? À. Xong hết rồi. Rồi, đọc cái coi. Khoan, để coi này là gì cái Creature Decoy đâu rồi? Sao nó không có tiếng Việt ta? Cái đó như là cái đạn vậy đó. Ở đâu vậy? Đây. Cái đó sẽ dụ dỗ mấy con vật này nọ, động vật á. Để mình chạy. Nó dụ mình chạy. À còn có PDA nữa quên. To any Altera crew. Landed in area.
Thì cái ông này xui xẻo là rớt ngay tại đây và gặp con Ripper. Ông đã chế tạo mấy cái decoy hồi nãy mình nói đó để dụ Ripper, nhưng mà cuối cùng thì ông cũng đi luôn. Chào tôi gì? Mình oxy nhẹ, em tích cao quá. Trứng à? Trứng. Ủa, cái này quét được mà. Quét đi. Ý, quét sao? Ủa, không quét được hả? Cái gì tùm lum, mấy con điện điện vậy? Tín hiệu radio nữa kìa. Vậy thì mình sẽ khám phá cái chỗ hồi nãy mình mới thấy đâu đây nè. Đâu rồi? Rồi. Mình không ngờ là mình gần nó vậy. Có được không? Thôi kệ nó đi, đi. Về. Ơ, mảnh cuối. Ha ha. Đi về. Cứ tưởng là tập này không kiếm được luôn. Ồ, làm hơi lâu nha. Cái con tàu. Ồ. Cái con tàu đó nó sẽ rớt xuống. Leo lên. Xi mọt đây. Thỏi titan, ắc quy, thủy tinh, dầu mỡ gì có hết. Có hết. Bánh dở sữa trống tàu, what the hell. Tao có rồi mà, kế bên luôn kìa. Dùng bớt ra mới được. Chụp đi. Đâu có cần tới đâu, họ cần hai miếng chứ. Giỡn hoài gì. Thôi rửa rồi, dục đi, thôi rửa. Phân quỷ rồi. Rồi, làm tiếp. Rồi, ok, đi về. Xi mọt. But remember that swimming is good for your glutes and endorphin levels. Ta bơi nhiều rồi, ta không cần đâu. Vào xi mọt. Đẹp quá. Cảm thấy an toàn và đáy luôn. Rồi, lần đầu lái xe mọt đụng vô cái nhà mình luôn. Rồi, tập này mình sẽ kết thúc ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye.